Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Salzburg và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 của vòng bảng giải UEFA Champions League của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 25 tháng 10 và các cầu thủ Salzburg sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đầu khách Chelsea sẽ là những người đứng ra cửa trên và sẽ chấp được chủ nhà Salzburg với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng có thể hạ xuống ở 0,5 và tăng một trái. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới từ là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trước đây thì Salzburg và Chelsea có hai lần chạm trán với nhau. Hai lần chạm trán đó thì Salzburg hòa một và để thua một trước Chelsea. Năm trận thi đấu gần nhất của Salzburg, Salzburg thắng 4 hòa 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì Chelsea thắng 3 và hòa 2. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội khách Chelsea chấp 0,75 hoặc là 0,5. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Chelsea phải đi đá sân khách với một đối thủ Salzburg, mặc dù là cửa dưới nhưng mà họ làm đội bóng cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên thì xét về thực lực thì Chelsea vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Salzburg khá là nhiều. Thứ hai thì xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì Chelsea họ cũng đang vượt trội hơn so với Salzburg nữa. Đẳng cấp Chelsea thì hơn hẳn Salzburg rồi. Hiện tại thì mặc dù là Chelsea đang ở vị trí như đầu bảng nhưng mà Salzburg là đội bóng đang bám đuổi rất quyết liệt đối với Chelsea và với đội hình tốt hơn, đẳng cấp cao hơn. Mà trận đấu này nhà cái cũng chỉ đưa được mức kèo là từ một trái xuống mà thôi. Nếu như mà Chelsea đá đúng thực lực của mình, chỉ cần thắng tối thiểu trước Salzburg thôi thì chúng ta đã thắng kèo rồi. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên đi của đội khách Chelsea chấp dưới 1 nha. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì Salzburg mặc dù là trận đấu này cửa dưới, tuy nhiên thì họ có điểm tựa trên sân nhà cũng như là đang có phong độ rất là tốt. Do đó trận đấu này cũng không loại trừ khả năng là Salzburg họ cũng sẽ có bàn thắng vào lưới Chelsea nữa. Những lần mà hai đội chạm trán với nhau thì cũng từ 3 bàn trở lên là nhiều. Do đó trận đấu này kết thúc 9 phút sẽ cũng một lần nữa từ 3 bàn trở lên, có thể là 2-1 nghiêng về cho Chelsea hoặc là 3-0 hoặc cũng có thể là một kết quả cao hơn nữa. Cho nên bạn nào tin tưởng mình đó ưu tiên đá cửa tài dưới 3 nha. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Chelsea, ưu tiên đá cửa tài không được. Thật sự thì trận đấu này mình thấy là cái cửa tài nó còn ngon hơn Chelsea nữa. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tỷ số một trái. Thì giờ Salzburg cũng là bóng có thực lực và đang có phong độ tốt, dự đoán hiệp 1 họ sẽ chưa chịu thua Chelsea đâu. Dự đoán hiệp 1 hai đội sẽ cầm chừng nhau với số là hòa một đều, thậm chí là Salzburg là những người có bàn dẫn trước nữa. Thì một các bạn nên chọn Salzburg được chấp và đợi tài hãy cho một tỷ vào nha. Tóm lại giờ đó chốt kèo là chọn cửa Chelsea và đá tài. Ở hiệp 1 thì chọn Salzburg và đợi tài hãy cho một tỷ vào. Và nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng gì cả thì các bạn hãy là canh cho kèo tài hiệp 1 hãy với một các bạn vào được rồi. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em có lựa chọn may mắn nha.